Linh cảnh hành giả chương 2422, dạ hội 3. Lúc này, nhân viên phục vụ đẩy cửa mà vào, hỏi khách nhân có thể đưa đồ ăn lên hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, không người lui ra ngoài. Trong phòng cách mười mấy mét, xin mét, Ocedo William, còn có Trương Nguyên Thanh, đang dùng bữa với đại tiểu thư nhà Gustav. Trương Nguyên Thịnh có thể ngồi ở chỗ này, một nửa là vì hắn công tích vĩ đại, chiến công hiển hách, một nửa là hắn đại biểu ngũ hành minh. Chris buông dao nĩa, từ trên đĩa sứ trong tay nhón chút thức ăn gia súc tinh phẩm ném vào bể cá thủy tinh. Con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ rút nhẹ nhàng quẩy vây cá, môi cá thanh tú khép mở, nuốt vào thức ăn nổi ở mặt nước. Sau đó, nó đũng niệu nói, tình huống New York, chủ nhân đã xem ở trong báo cáo, nhưng chi tiết còn không quá rõ ràng, ba vị có thể nói chi tiết một chút hay không? Xin mét gật đầu nói, không thành vấn đề lập tức bắt đầu tiến kể đủ loại chi tiết sau khi hai đại trận doanh New York đối kháng giai đoạn trước xã hội đen đại càng quét trung kỳ nhân vật nổi tiếng hai giới chính trị kinh tế không ngừng gặp ám sát hậu kỳ thánh giả xuống sân mãi cho đến đêm bến cảng trong lúc đó có rất nhiều mâu thuẫn giữa tổ chức hợp pháp đại khu thứ nhất là trương nguyên thanh chưa từng tiếp xúc triski nhẫn nghe xong trúc trong bể cá nói tổng bộ các cử tôi đến New York có hai nhiệm vụ một cái là tiếp nhận công tác của Ninh Lu, giúp đỡ phân bộ New York đối kháng trận doanh tà ác, một nhiệm vụ khác là điều tra rõ âm mưu của trận doanh tà ác. Winnie từng gửi mail hướng tổng bộ báo cáo, trận doanh tà ác đang chờ đợi cơ hội tiêu diệt giáo hội Hải Thần. Tổng bộ bảo tôi tới điều tra rõ chuyện này, giáo hội Hải Thần bên kia có ý kiến gì không? Giáo hội Hải Thần vốn cũng không muốn nhúng tay tranh đấu của công hội thương nhân cùng câu lạc bộ tử thần, cho dù về sau thăng cấp thành chiến tranh trận doanh, giáo hội Hải Thần cũng thường xuyên quẩy nước. Giải thích quẩy nước là một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến hành vi không nỗ lực hoặc đóng góp trong bất kỳ hoạt động nhóm nào. Cũng có thể đề cập đến hành vi lười biếng trong giờ làm việc. Hết giải thích. Thẳng đến khi Windy hướng về thiên phạt tổng bộ gửi cái mail kia, giáo hội hải thần mới không tình nguyện xuống sân. Sinh mét cười khổ một tiếng, giáo hội hải thần cũng không tin tình báo của chúng tôi. Trúc trong bể cá trào phúng nói, cũng đúng, một đám hải yêu ngạo mạng nóng nảy, tố chất thấp, chỉ số thông minh của bọn họ cũng chỉ hơi mạnh hơn hỏa sư của đại khu thứ hai. Vừa nói xong, Chris liền lạnh lùng lường rút một cái. Dạ con cá nhỏ lui đến đáy bể. Hỏa sư trêu ai chọc ai, vì sao người của đại khu thứ nhất cũng sỉ nhục hỏa sư. Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó chịu thay anh gà đỏ. Xin giải thích, tin tức là của mang cung cấp, đến từ Ma Thú Has. Ma Thú Has là thánh giả đỉnh phong, bí mật diệt một cái tổ chức hợp pháp, sao có khả năng sẽ để hắn biết được. Cú mang là người nước ngoài, cung cấp tình báo, ai biết là thật hay giả. Hai người mặc kệ là cấp bậc hay xuất thân, đều đã định sẵn giáo hội hải thần sẽ không quá tin tưởng chuyện này. Chris bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nhìn cú mang thêm vài lần, trong mail báo cáo của Winnie Beren, chưa nói tới nguồn gốc của tình báo. Tổng bộ thiên phạt coi trọng như thế, là vì cấp bậc bản thân Winnie bày ở nơi đó. Cái này ý nghĩa, Winnie cực kỳ tín nhiệm đối với cú mang, cho rằng tình báo không giả. Ba người một cá vừa ăn vừa nói, mấy chai rượu vang vào bụng, Trương Nguyên Thanh thấy không khí đã hòa hợp, lập tức hỏi, đại tiểu thư, có chuyện muốn hỏi ngài. Chris buông dao nỉa, nhìn qua. Cậu nói. Microphone rút nói. Nghe nói ngài cùng ba quân là quan hệ người yêu, tôi muốn đại biểu trưởng lão phó Thanh Dương hỏi thăm một phen ma quân có tặng cho ngài một mảnh vỡ chìa khóa tàn bảo khố vũ hóa tiên môn hay không? Không khí bữa tiệc lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Sinh cùng Ocedo nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tất cả đều là, tiểu tử này chán sống rồi. Nếu không vì sao phải nhảy ba lê ở bãi mình? Tất cả mọi người thiên phạt đều biết, đại tiểu thư Chris hận nhất nghe người ta nhắc tới hai chữ ma quân, hành vi phong lưu háo sắc của ma quân khiến Chris thất vọng triệt để, ở trong một tháng cô cùng Winnie tranh giành tình nhân bị tổng bộ giam cầm ma quân không thăm hai người tình cũng chưa hấp thụ giáo huấn quay đầu liền đâm đến trong thân thể dona cùng leo vu sơn với cô ta chạng vạn cùng sáng sớm đều treo đầy xương trắng sau khi ra tù chris liền cùng ma quân nhất đau lưỡng đoạn hơn nữa bởi yêu sinh hận cũng không nghe được hai chữ ma quân nữa tỉnh lại tỉnh lại trong mơ mơ màng màng trương nguyên thanh cảm giác có người đẩy mình Hắn mở mắt ra, cảm giác đầu hỗn loạn, có loại đau đớn sau khi say rượu. Giải thích mê cung bang nghĩa là mê cung địa thần hay mê cung thần nông. Hết giải thích. Bộ trưởng sinh nhìn người đàn ông trung niên tóc ngắn màu vàng trước mắt, lại nhìn bàn ăn hỗn độn trước mắt, giật mình nhớ lại, mình đang dùng bữa với đại tiểu thư Chris. Uống say. Ngủ mất. Tôi là uống say sao? Đầu óc Trương Nguyên Thanh còn chưa đủ tỉnh táo cậu bị đại tiểu thư đánh ngất xin mét liếc hắn đại tiểu thư cuối cùng trả lời vấn đề của tôi chưa trương nguyên thanh không cam lòng hỏi khi nói chuyện hắn đưa tay sờ sờ cái ót sờ đến một cái cục sưng chật chật xuống tay thật nặng cậu nói gì xin mét mặt không biểu cảm nhìn hắn trong ánh mắt có một tia thương hại đừng ở trước mặt đại tiểu thư nhắc tới ma quân cậu biết hãy yêu ngạo mạng lại nóng nảy rất khó khống chế tính tình của mình Xem ra, mảnh vỡ chìa khóa ma quân không ở trên người Chris, vậy xác suất đại khái chính là ở trong tay Binip Elena rồi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, bị đánh cũng đáng. 10 giờ tối, Trương Nguyên Thanh ngồi xe của sinh mét trở lại cao ốc ngân hàng, vào phòng mình trước, lại thi triển tinh động thuật đi tới phòng ngủ của quan nhã. Quan nhã mặc quần áo luyện công màu trắng, ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, cảm ngộ kiếm ý. Cơm tối hôm nay không quá vui vẻ. Trương Nguyên Thanh nói với cô chuyện mình bị đánh ngất. Quan Nhã nghe xong, mở mắt ra, cười mỉm nói, đây mới là phụ nữ bình thường, em nghĩ không ra những cô gái bị ma quân bội tình bạc nghĩa, lại còn nhớ mãi không quên kia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chẳng qua, ma quân là người may mắn, đào hoa tràn đầy, hơn nữa chưa ngưng tụ thành đào hoa sát, bằng không với cái tác phong này của hắn, đã sớm chết ở trong tay phụ nữ. Trong giọng nói, đối với ma quân loại người quan hệ nam nữ hỗn loạn này cực kỳ khinh thường. Bữa tối hôm nay ăn thế nào? Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên giường, ông lấy búp bê chồng sao bò cạp. Quan Nhã lắc lắc đầu, không quá vui vẻ, người bạn kia của Phó Tuyết, đối với em có địch ý khó hiểu, nói chuyện mang thương mang bổng, rõ ràng là người thường, lại tự tin như vậy, tự như có chút chướng mắt em. Cô Trương Nguyên Thanh chỉ tùy tiện hỏi chút, không có hứng thú đối với mẹ vợ còn có bạn của bà. Quan Nhã lẩm bẩm xong, lại nói, Phó Tuyết là tới đàm phán làm ăn, muốn ký hợp đồng với phân bộ thiên phạt, ở New York làm xưởng, hướng tổ chức hợp pháp của đại khu thứ hai chuyển vận cơ quan vũ khí, chuyện này anh hỗ trợ chút. Làm ăn vốn không khó đàm phán, nhưng nếu bạn trai có thể ra mặt, thúc đẩy hợp tác sẽ nhanh hơn hiệu suất cao hơn. Dù sao danh tiếng của Cú Mang ở New York đã chỉ đứng dưới chúa tể. Ngày mai anh nói chuyện với Sinh Trương Nguyên Thanh gật đầu đáp ứng, Hắn cũng là cổ đông của công ty nghiên cứu phát triển chế tạo cơ quan. Hắn ở lại phòng quan nhã nửa giờ, nói, anh ra ngoài một chút. Hắn muốn gặp hội trưởng, báo cáo một phen công tác gần đây. Đảo Ma Hát Tang, khách sạn năm sao nào đó. Trong phòng xa hoa, Trần Thục vừa tắm rửa xong mặc áo ngủ nhạt màu, đứng ở bên cửa sổ sấy tóc. Trong tạp âm nhỏ của máy sấy, một thanh âm từ phía sau truyền đến, sao cô đến New York? người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng, đeo mặt nạ màu bạc, lười biến tựa vào đầu giường. Trần Thục chưa quay đầu, như là đã sớm đoán trước được hắn đến, cũng chưa trả lời, việc ta ta làm sấy tóc bản thân. Vài phút sau, tóc sấy khô, cô buông máy sấy, mở ra tủ lạnh phòng ngủ, mở hai chai bia. Nguyên tử đến New York, tôi muốn gặp nó một chút, những việc đó nó sớm hay muộn phải biết. Người đàn ông tiếp nhận chai bia, cười nói, không cần thiết, mặc kệ là thân phận người phát ngôn tế thế xã của cô hay là hậu chiêu hồi sinh trương thiên sư, nó đều đã biết. Trần Thục nhíu mày, tôi không phải chỉ những thứ này. Những thứ đó cô muốn nói, bây giờ còn không thể nói cho nó, trừ phi cô muốn nó chết. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, nguyên tử đã từng dùng mẫu thần tử cung một lần, không thể sống lại nữa. Người đàn ông trầm giọng nói. Trần Thục trầm mặt một lát, gật gật đầu. Người đàn ông cười cười, nói, gọi điện thoại triệu hồi anh có chuyện gì em gái thân yêu của anh giọng điệu trần thục trầm thấp áp bê ma sang mất liên lạc rồi nụ cười của người đàn ông nhất thời biến mất trầm giọng nói mất liên lạc khi nào trước khi mất liên lạc có dấu hiệu gì trần thục lắc lắc đầu không có bất cứ dấu hiệu gì hắn luôn ở dưới sự giám thị của chúng ta an phận thủ thường đi làm yêu đương sinh hoạt quên xuất thân của mình kiên định cho rằng mình là thành viên tế thế xã nhưng ngay tại buổi tối hôm trước hắn hẹn mấy người bạn đi bờ hồ vùng ngoại thành câu cá buổi sáng không về nhà nhân viên giám thị đến bờ hồ xem xét chưa phát hiện dấu vết giao đấu cũng chưa tìm được đồ dùng câu cá bờ hồ không có cái gì cả hỏi bạn của áp bê ma sang người bạn đó nói buổi tối hôm đó áp bê ma sang nói thân thể không thoải mái nửa đêm sớm về nhà bỏ chạy có dự mưu giọng điệu người đàn ông khẳng định trầm giọng nói hắn đã từng bị cung chủ thôi miên không có khả năng bằng vào bản thân khôi phục tỉnh táo thoát khỏi khống chế anh từng dặn dò em rất nhiều lần áp bê ma sang là quân cờ rất quan trọng hắn có thể giúp chúng ta vạch trần chân tướng sự kiện núi mút gơ sụp xuống mất đi quân cờ này bàn cờ của chúng ta liền sẽ xuất hiện một mảng cục diện chết cực kỳ bất lợi trần thục nhíu mày anh là đang trách em trách anh trách anh Người đàn ông vội vàng nhận sai Một bộ tư thái anh trai tốt không tranh với em gái Có người đã mang đi áp bê Ma sang Kết quả tốt nhất là thiên phạt mang hắn đi Kết quả kém nhất là trận doanh tà ác đã tìm được hắn Nếu là cái sau Một khi ma sang giải trừ thôi miên Quan hệ của tế thế xã cùng anh sẽ bại lộ Em sẽ có nguy hiểm Người đàn ông đang nghe truyện trên TV audio CV ngẫm nghĩ, nói Thông báo thành viên tổ chức một phen, sắp tới ẩn nút trước Trần Thục lại nhíu mày, nếu chúng ta ẩn núp, anh làm sao bây giờ? Ai thu thập tình báo, cung cấp tài chính cho anh? Ai giúp anh âm thầm hợp tung liên hoành, lôi kéo Minh Hữu? Ai thay anh làm việc, ai thay anh xử lý một ít công việc không tiện ra mặt? Ý nghĩa tồn tại của tế thế xã chính là phục vụ cho vị bán thần này. Không còn cấp dưới cùng tổ chức, bán thần chính là tư lệnh không quân chỉ có mỗi chiến lực mà bán thần không có thế lực phụ thuộc nhất định sẽ bị bán thần trận doanh đối địch chơi chết bởi vì ở phương diện thu thập tình báo đã lạc hậu hơn nữa bán thần muốn bố cục muốn bảy người muốn bài binh bố trận đều cần giúp đỡ bây giờ là trạng thái thời chiến công hội thương nhân lại không thể hoàn toàn tín nhiệm thành viên tế thế xã nếu lại ẩn nút hội trưởng chẳng khác nào mù một nữa nghe lời trốn kỹ đi bê ma sang lúc mấu chốt này mất liên lạc anh có dự cảm bất hảo giọng điệu hội trưởng nhẹ nhàng mà ngưng trọng. Được, em ở lại New York thêm một đoạn thời gian. Trần Thục không phản đối nữa, nói tránh đi. Hôm nay gặp quan nhã, không quá hài lòng. Anh biết, cung chủ là người vợ em chọn cho nó, trừ con bé, bất cứ cô gái nào em cũng không nhận. Nói cứ như em không nhận, nó sẽ nghe người đàn ông nhỏ giọng nói thầm. Anh nói cái gì? Trần Thục dựng thẳng lông mày. Ý tứ của anh là, Tình huống của y bác truyền nhân anh, hoặc là trở thành thái dương chi chủ, hoặc là trở về linh cảnh, muốn vợ con ấm giường, không tồn tại. Nếu nó trở về linh cảnh, em còn để ý ai là con dâu của em. Nếu là trở thành thái dương chi chủ, vậy em người làm mẹ này, bố cục phải rộng ra, xây cho nó một tòa chung cư, bên trong tất cả đều là con dâu của em. Người đàn ông hùng hùng nói. Trần Thục Hừ lạnh nói, chồng của em không thể ba vợ bốn nàng hầu con em cũng không thể lúc này điện thoại di động trong túi áo ngủ màu vàng thức vang lên người đàn ông lấy ra nhìn tặc lưỡi nói y bác truyền nhân gọi điện cho anh tóm lại em cùng thành viên tế thế xã ẩn nút trước ít nhất cho anh một chút thời gian xác nhận trạng thái của áp bê ma sang nói xong hắn cất điện thoại di động đi búng ngón tay tách biến mất ở trong phòng khách sạn quận Kiên, căn phòng không người ở nào đó phòng ngủ chính phía đông Vải chống bụi của sofa lật sang một bên, Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân ở sofa, cao mày, nghe cuộc gọi không ai bắt máy. Chuyện gì vậy? Hội trưởng có việc, không có cách nào bắt máy. Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống không ai bắt máy, Trương Nguyên Thanh có chút lo lắng. Đột nhiên, hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chuông điện thoại di động, vụ quay đầu nhìn lại, một người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng cứt, đeo mặt nạ màu bạc, đứng ở chỗ cửa sổ, xuyên qua tấm ván gỗ đang xen vang dọc, nhìn thành thị trong bóng đêm. Vừa lúc ở New York, liền trực tiếp tới đây. Ngài hội trưởng nói. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vào thẳng chủ đề, Ngài hội trưởng, tôi muốn hướng Ngài báo cáo một phen tình báo gần đây, trong đó có một việc rất đặc thù, cũng rất quan trọng. Nghe đến đó, Ngài hội trưởng xoay người lại, xuất hiện ở sofa đối diện Trương Nguyên Thanh, ngồi thẳng người, ánh mắt trầm ngưng. Trương Nguyên Thanh từ từ kể, Mang chi tiết gần đây gặp được nói cho hội trưởng, sau khi tiến vào thần quốc của Minh ước tự do, phát hiện thần của trận doanh tà ác là vị khách tới từ vũ trụ ở năm 1900. Stephen Simpson người sống sót duy nhất của tàu Hải Yến mang theo ma chủng lẫn trốn, ẩn nấp đến nay, vô cùng có khả năng là cao tầng của hội sinh vật luyện kim. Trận chiến ở bến cảng tranh đấu gay gắt, Channing Lu phản bội, công hội thợ săn mưu tính để hắn câu dẫn Dona, thu hoạch bộ trang bị lôi thần, một mảnh vỡ thánh bàn cuối cùng và bản đồ tàn bảo khố giáo đình. Chỉ che giấu để phân thân vận dụng mỹ nhân kế, hiểu sâu Catherine chuyện này. Ngài hội trưởng ngồi im thật lâu không nói gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn thở dài một tiếng thật dài. Tình báo của cậu khiến tôi gỡ bỏ được rất nhiều nghi hoặc, tôi là chỉ vị khách tới từ vũ trụ chuyện này. Khó trách minh ước tự do có thể tính kế khắp nơi, chuyện nào cũng đi trước, bởi vì sau lưng bọn họ có một vị thần linh thần linh biết được tất cả bí mật của linh cảnh mà trận doanh hợp pháp không có quản lý viên thì ra chân tướng đỉnh núi mút cơ là như vậy thần linh tự mình xuống sân chỉ đạo minh ước tự do đương nhiên có thể dẫn trước mọi việc chiếm hết thượng phong quả thật có chút không giảng võ đức trương nguyên thanh gật gật đầu sau đó hỏi đỉnh núi mút cơ vụ động đất đó năm 07. hắn từng từ trong miệng minh vương nghe nói việc này ngài hội trưởng từng một tiếng thời điểm năm bảy gia tộc Ma Sang triệu tập nhân vật nổi tiếng các giới của đại khu thứ nhất ở đỉnh núi Mút Gơ cử hành hội nghị, công bố phát hiện một bí mật, bí mật đủ để thay đổi bố cục thế giới, nhưng cùng ngày hội nghị, đỉnh núi Mút Gơ sụp xuống, tất cả mọi người tham gia hội nghị đều đã chết, không ai còn sống. Chuyện này là Minh ước tự do làm, mà thẳng tới hôm nay, các đại tổ chức hợp pháp cũng không rõ gia tộc Ma Sang rốt cuộc đã phát hiện bí mật gì, Minh ước tự do vĩnh viễn nhanh hơn chúng ta một bước thần linh ở sau lưng chỉ đạo đây là ưu thế trận doanh hợp pháp không thể bằng được tình huống tương tự còn có rất nhiều điều giấu ở dưới màn che càng nhiều hơn ai thật ra thật sự có thể đánh cờ với thần linh là vị tinh thần chi chủ kia ở kinh thành chẳng qua nước cờ của hắn tôi xem không hiểu những năm gần đây hắn tựa như cái gì cũng chưa làm lại giống như cái gì cũng làm một chút bỏ đi không nói hắn nữa bộ kiện của bộ trang bị lôi thần tôi sẽ giúp cậu lưu ý một phen nếu trong linh cảnh có tôi sẽ trực tiếp lấy ra nếu trả giá quá lớn thì thôi có một số trang bị là trực tiếp xuất hiện ở trong phó bản linh cảnh có một số trang bị thì thuộc về trạng thái ẩn sau khi vượt ải cho điểm đạt tiêu chuẩn mới có thể ở trong kết toán thưởng cho linh cảnh hành giả đạo cụ trực tiếp xuất hiện ở trong phó bản hắn có thể mạnh mẽ đoạt lấy chẳng qua trả giá rất lớn đạo cụ cảnh giới thánh giả không cho dù là đạo cụ cảnh giới chúa tể Đối với một bán thần mà nói cũng là như gân gà, không đáng thanh toán trả giá mạnh mẽ đoạt lấy, tổn thất khẳng định lớn hơn thu lợi, trừ phi món đạo cụ đó có tác dụng đặc thù. Đa tạ hội trưởng Trương Nguyên Thanh cười tươi, thầm nhũ có đại lão làm chỗ dựa đúng là tốt. Sau đó, hắn thử nói, vậy nhiệm vụ đô na. Ngài hội trưởng hỏi ngược lại, cậu có ý tưởng gì? Vấn đề này Trương Nguyên Thanh đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần, không chút do dự trả lời, tôi cảm thấy có thể thừa dịp cơ hội này phá hủy một cứ điểm quan trọng của minh ước tự do phá hủy giường hoàng kim nhưng như vậy cậu liền không có cách nào tiếp tục nằm vùng ở minh ước tự do ngài hội trưởng nói trương nguyên thanh lắc đầu nếu hành động thành công như vậy liền không cần nằm vùng nữa nhìn từ tình báo cha niên lưu khai ra minh ước tự do phát triển gián điệp quy mô lớn là ở sau khi linh thác tấn thăng bán thần trở thành nửa thái âm chi chủ mà hình thức quản lý gián điệp của Minh ước tự do là chúa tể đơn hướng liên hệ, cũng chính là nói, chúng ta chỉ cần săn giết chúa tể trận doanh tà ác, liền có thể từng bước tìm ra gián điệp ẩn núp ở trong tổ chức hợp pháp, cũng không cần danh sách. Hội trưởng, trừ phi ông muốn danh sách đám nguyên lão kia của năm đó. Nhưng tôi cho rằng, đám nguyên lão đó số lượng không nhiều, thời gian cách hơn 100 năm, đại bộ phận đã trở về linh cảnh, hoặc là hết tuổi thọ mà chết, lại hoặc là chết bởi tranh đấu, mang đi so sánh, phá hủy cứ điểm càng quan trọng hơn, không những là cái giường hoàng kim có thể vặn vẹo nhận thức kia. Tôi từng nghe Chan Ninh Lu nói, trên tụ hội của Minh ước tự do, có thể tận tình phóng túng dục vọng, Dona là mỹ nhân số một New York, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít nhân vật cấp chúa tể tham dự, đến lúc đó chúng ta mang những chúa tể này cùng giường hoàng kim tận diệt, thu lợi lớn hơn nữa. Hội trưởng yên lặng nghe xong, ồ một tiếng. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy hắn không có câu dưới, Mờ mịt nói, ồ là có ý tứ gì? Ồ chính là ý tứ ồ, chẳng lẽ là ý tứ ca? Hội trưởng nhún nhún vai, cậu là Thái Dương chi chủ tương lai, cậu đã quyết định, vậy cứ dựa theo suy nghĩ của cậu mà làm, không cần việc gì cũng hỏi tôi, chúng tôi chờ mong đối với cậu là đồng bạn, không phải cấp dưới. Ý kiến của Sugar Daddy vẫn phải trưng cầu. Trương Nguyên Thanh nói, vậy cứ quyết định như thế. Ngài hội trưởng cười nói, như vậy, ngủ ngon. Hai người đồng thời búng ngón tay, một người hóa thành ánh sao, một người biến mất ngay tại chỗ. Hôm sau, 10 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh tham gia hội nghị nội bộ đại tiểu thư Chris Triệu Tập, tổ chức chế định chương trình hành động 3 ngày sắp tới. Hiện nay, thánh giả trận doanh tà ác tan tác, thánh giả đỉnh phong hầu như chết hết, từ hiện trạng trước mắt của New York, thánh giả đỉnh phong ở mặt ngoài của ba đại tà ác tổ chức không vượt qua ba người. Tổ chức hợp pháp muốn rèn sắt khi còn nóng, triển khai công tác dọn dẹp, thông qua săn giết thánh giả bức bách chúa tể ra tay. Nói trắng ra, chính là dùng thánh giả câu cá, mồi câu có thể sống sót hay không, trông hết vào chúa tể cầm cần câu có thực lực cùng thao tác hay không, tiếp đó chính là năng lực giữ mạng của bản thân các thánh giả. Cú mang có được hai món đạo cụ chúa tể, thành mồi câu thích hợp nhất. Trong quan tinh thôi diễn, cú mang nhân vật này nguy cơ trùng trùng, đây là một bộ phận nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh sản khoái đáp ứng, thuận thế đề xuất bảo thiên phạt hỗ trợ tìm kiếm bộ kiện của bộ trang bị lôi thần, làm điều kiện trao đổi, được Chris đáp ứng. 11 giờ 30 phút buổi trưa, vừa dùng xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh nhận được cuộc gọi của kỵ sĩ đơn truyền, mang theo người của cậu, đến số 15 khu quốc vương của Bình Đảo, hôm nay xông vào mê cung. Giọng của địch thái trong sự ngưng trọng lộ ra hưng phấn. Thu được rồi. Trương Nguyên Thanh cắt đứt điện thoại. Bình Đảo là một đảo hẹp dài vùng ngoại thành New York, ở cửa đổ ra biển của sông Hudson, xung quanh trải rộng rất nhiều đảo nhỏ mấy trăm mét vuông, mấy ngàn mét vuông. Hướng đông có thể mơ hồ nhìn thấy tượng thần tự do nổi tiếng đã lâu kia, phía tây là một bộ phận của cảng New York. Bình đảo thuộc về khu du lịch, cảnh sắc hợp lòng người, có đường rộng rãi cùng các treo, cũng có cả mảng lớn biệt thự đơn lập, có thực vật tươi tốt. Bình đảo không mở ra với bên ngoài, biệt thự đơn lập trên đảo là các phú hào liên bang tự do nghỉ ngơi chuyên dụng bình thường có rất ít người ở nơi này. Nhưng có một công ty quản lý bất động sản thường trú trên đảo, duy trì tu sửa phương tiện, tòa nhà. Trương Nguyên Thanh dẫn theo quan nhã, Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, anh gà đỏ cùng thiên hạ quy hỏa, ngồi du thuyền lên đảo, lại ngồi xe đò của công ty quản lý bất động sản đến số 15 khu quốc vương. Cách thật xa, Trương Nguyên Thanh đã thấy kỵ sĩ đơn truyền trời nóng mặc áo khoác lông trồn màu đen, miệng ngậm điếu thuốc nhỏ, chờ ở cửa biệt thự. Đợi xe đưa đón dừng lại, địch thái dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác ở cửa, đánh giá nhân viên trên xe đưa đón. Đủ người rồi, khi nào bắt đầu hành động? Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề. Trước khi tới, hắn đã nói cho các đồng đội nhiệm vụ lần hành động này, cũng hướng bọn họ giới thiệu địch thái nhân vật này. Trương Nguyên Thanh vốn nói là, địch thái, chúa tể cấp 7, thích mặc áo khoác lông chồn, nói chuyện gợi đòn, nhưng tốt nhất chớ chọc hắn, dù sao người ta là chúa tể. Đầu tiên, cảm tạ các vị hỗ trợ, bộ phận cửa ải của mê cung cần nhiều người phối hợp. Nhưng tôi nhắc nhở mọi người một lần nữa, bạn nhỏ cấp 4 có thể về nhà. Cấp 5 sẽ có nguy hiểm tính mạng, tôi chưa chắc có thể cam đoan mọi người an toàn, bởi vì biệt thự các người sắp tiến vào, tên là Mê Cung Pan, là đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể. Địch Thái nói, bây giờ muốn quay đầu còn kịp. Mê Cung Pan là đạo cụ của tổ phụ Winnie Lão Beren sau khi từ thiên phạt về hưu, liền luôn ẩn cư ở trong biệt thự của mình. Chính bởi vì có đạo cụ này, lại thêm Winnie cháu gái tủ tịch kiểm sát quan này, bởi vậy, cho dù là minh ước tự do, cũng không dám dễ dàng tìm lão gây phiền toái. Thấy chưa có ai rời khỏi, địch thái hài lòng gật đầu, chúng ta lần này cần lẻn vào mê cung của lão Beren trộm đồ, tôi chỉ cần mảnh vỡ, đạo cụ, đồ cổ tất cả thứ khác có giá trị, đều thuộc về các người mấy người bọn anh gà đỏ đã hưng phấn chà tay không đúng không đúng trương nguyên thanh sửa đúng nói là tài liệu đạo cụ các thứ có giá trị lão beren không dùng đến chúng ta mới có thể trộn đi căn cứ tình báo uni cung cấp lão beren thích coi mê cung là phòng trữ vật mặc kệ tạp vật có giá trị hay không đều thích ném trong mê cung dù sao ô vuông của ô vật phẩm có hạn mà không gian trong mê cung có thể nói vô hạn bởi vậy trong mê cung có rất nhiều bảo bối lão beren đã sớm không dùng đến đương nhiên cũng có một chút tài liệu phẩm chất chúa tể giá trị xa xỉ mấy thứ đó không thể đụng vào một mặt là lo lắng lão beren đuổi giết bọn họ một mặt khác là thiên tôn lão gia vẫn có một chút xíu cảm giác đạo đức trọng mảnh vỡ thánh bàn là hành động bất đắc dĩ nhặt một chút rác rưởi người ta không cần cũng không có vấn đề gì đồ vật phẩm chất chúa tể thì thôi địch thái chưa phản bác trương nguyên thanh bổ sung nói sau khi xong việc, cá nhân tôi bù cho mọi người 10 triệu đồng liên bang. Mắt anh gà đỏ sáng lên. Đủ nghĩa khí, cứu mang, gã mặc áo lông chồn này cũng không có gợi đòn như cậu nói nha. Rất gợi đòn. Địch thái đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía cứu mang trở nên như có chút nghiền ngẫm. Sau đó hắn cười mỉm lôi kéo anh gà đỏ, anh tựa như rất khinh thường đối với áo khoác lông chồn nha. Nói xong, hai tay hắn tho vào hai bên quần áo, mang vạt áo khoác hướng về phía sau vung lên soạt đệt nói chuyện có thể động não chút hay không bỏ đi là mình chưa nhắc nhở bọn họ trương nguyên thanh đầy đầu óc đều là lời nhảm cảm giác anh gà đỏ nói chuyện không có quy tắc gợi đòn là tiêu giao kiếm tiên định nghĩa đối với kỵ sĩ đơn truyền nhưng cú mang và địch thái không quen biết đương nhiên cũng có thể giải thích là tiêu giao kiếm tiên mang tính cách của địch thái báo cáo cho cú mang dù sao kiếm tiên và cú mang là cùng một tổ chức chỉ là trực giác của kỵ sĩ đơn truyền rất mạnh khi mới gặp địch thái đã sâu sắc phát hiện địch ý của tiêu giao kiếm tiên cho nên trương nguyên thanh có chút sợ lo lắng bị hắn phát giác quan hệ chân thật của cú mang cùng tiêu giao kiếm tiên anh gà đỏ không biết mình một câu đắc tội hai người cười ha ha món lông chồn này của cậu rất được nha cậu mặc nó cậu đúng là đẹp trai tôi thật hâm mộ chẳng qua trời nóng bức cậu mặc nó để làm chi nhìn rất ngốc cẩn thận trời nóng Địch Thái nhìn hắn vài lần, anh là hỏa sư. Anh gà đỏ ngẩn ra, sao cậu biết? Ồ, vậy không có việc gì. Địch Thái tha thứ hắn mạo phạm, lười để ý đến hắn nữa, đảo qua mọi người nói, Winnie dẫn lão Beren vào núi săn thú, buổi chiều, bọn họ sẽ đi bờ biển bắt cá, nhặt vỏ sò, ở bờ các cắm trại, sáng sớm ngày mai mới có thể trở về, chúng ta có thời gian một ngày một đêm. Nắm chặt thời gian đi theo tôi nói xong xoay người đi về phía cổng sắt nghệ thuật dọc theo đường đá phiến bên vườn hoa đi về phía căn biệt thự lớn cao ba tầng có hai căn nhà phụ kia mọi người theo hắn xuyên qua tiền viện đẹp đẽ đẩy ra cánh cửa gỗ thịt màu trắng tới lầu chính đại sảnh hai cô gái mặc áo khoác nữ đen trắng mê man ở trên thảm theo hoa văn màu vàng toàn bộ biệt thự im ắng người hầu trong biệt thự đều bị tôi đánh ngất rồi đút cho nước thuốc ngủ say nếu không có ai đánh thức bọn họ có thể ngủ hai ngày Địch Thái dẫn bọn họ đi lên lầu, nói: "Mê cung pan không tồn tại ở thế giới hiện thực, tọa độ của nó là căn biệt thự này. Phương thức duy nhất tiến vào mê cung chính là chủ động tiến vào, đây là quy tắc. Cho dù là chủ nhân mê cung cũng phải tuân thủ, không thể vi phạm." Cậu tự như nói câu lời thừa. Anh gà đỏ đánh giá Địch Thái một bộ vẻ mặt, anh là hỏa sư, tôi lười đối thoại với anh, cùng là hỏa sư. Thiên hạ quy hỏa nháy mắt đã hiểu tin tức trong lời của địch thái để lộ ra, nói, cái này nói rõ người nắm giữ mê cung pan, nếu muốn lợi dụng đạo cụ này đối phó kẻ địch, cũng chỉ có thể dẫn bọn họ vào trong mê cung. Đạo cụ này điều kiện sử dụng có chút hà khắc, nhưng tương ứng, trong mê cung tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Địch thái nghe liên tục gật đầu, anh là thám báo. Thiên hạ quy hỏa nâng cầm, tôi là hỏa sư. Địch thái. Hắn ngẩn ra hồi lâu, kinh ngạc nói, trên đời lại có hỏa sư trí tuệ như thế Anh là thuốc độc của kẻ biến dị Đầu óc đã xảy ra biến dị sao Khóe miệng thiên hạ quy hỏa giật giật Đã biết nguyên thủy vì sao nói người này gợi đòn Thấy hỏa sư trí tuệ không trả lời Địch thái nhúng nhúng vai Tiếp tục nói Winnie nói cho tôi biết Phương pháp tiến vào mê cung pan là từ lầu 3 nhảy đến lầu 1 Lại từ lầu 1 chạy đến lầu 2 Sau đó tiến vào hành lang bên trái Chạy đến cùng Đẩy ra cửa cuối hành lang liền có thể đi vào mê cung dấu vết con người thiết kế quá rõ ràng rồi trương nguyên thanh thầm nhủ địch thái nói tuyến đường là lão beren thiết kế mê cung phải chủ động tiến vào nhưng phương thức tiến vào có thể do chủ nhân thiết kế lão beren ẩn cư ở nơi này trận doanh tà ác cũng tốt kẻ thù cũng thế đều sẽ không chủ động đối phó một cán bộ kỳ cựu về hưu nắm giữ mê cung pan cho nên lão coi mê cung thành phòng trữ vật thiết kế phương thức tiến vào nó thành mật mã khi nói chuyện, đoàn người tới lầu 3, địch thái tùy tiện chọn một căn phòng tiến vào, mở cửa sổ, nhảy tới sân trước lầu 1. Mọi người ùng ùng noi theo, theo hắn nhảy lầu, sau đó lao về biệt thự chạy lên lầu 2, rẽ vào hành lang bên trái, chạy đến cuối. Địch thái nắm tay nắm cửa cánh cửa kia cuối hành lang, vặn trắc, phía sau cửa cũng là một mảng hành lang, giống hành lang phía sau mọi người như đúc, giống như ảnh phản chiếu. Nhưng khác với biệt thự là, cửa hai bên hành lang rất chật chội, tương tự hành lang khách sạn, mỗi một cánh cửa đều có thẻ số. Thẻ cửa hai bên hành lang là một mở đầu, tổng cộng 10 căn phòng, từ 101 đến 110. Địch Thái nói, mọi người hẳn là đã xem cơ sở tư liệu của Mê Cung Pan, tôi chọn một ít trọng điểm nói, Mê Cung Pan tổng cộng có 6 tầng, 2 tầng đối ứng cấp 6, 2 tầng đối ứng cấp 7, 2 tầng đối ứng cấp 8. Nhưng đừng cho rằng phòng của tầng thứ nhất đối ứng chính là cấp 6, cũng có khả năng đối ứng cấp 7, thậm chí cấp 8. sáu tầng mê cung là không ngừng biến hóa, ngày hôm qua phòng tầng thứ nhất có thể đối ứng cấp 6, ngày mai có thể đối ứng cấp 7, về phần hôm nay đối ứng là cấp mấy. Hắn nhúng nhúng vai, tôi cũng không rõ. Anh gà đỏ chẳng hề để ý, nói, mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao. Địch thái vỗ tay bốt bốt, ý kiến hay, phải vỗ tay. Trương Nguyên Thanh nhìn khuôn mặt anh gà đỏ đã bắt đầu tức giận. Nhắc nhở kỵ sĩ đơn truyền, anh tốt nhất thay đổi một phen phong cách nói chuyện, ở nơi nguy hiểm chọc giận hỏa sư là hành vi ngu xuẩn. Hỏa sư vốn đã không có đầu óc, tức giận càng không có đầu óc. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía anh gà đỏ, tức giận nói, nếu hôm nay tầng thứ nhất đối ứng là cấp 8 làm sao bây giờ? Mọi người tay nắm tay trở về linh cảnh. Tôi khẳng định là có thể sống sót. Địch Thái Cường Điệu nói. Anh gà đỏ ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý. Địch Thái tiếp tục nói, tôi đã nắm giữ tuyến đường an toàn của tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, mọi người đi theo tôi là được. Nhất định phải đi theo tôi, nhớ kỹ, đừng tự tiện đẩy ra bất cứ một cánh cửa nào, một khi bị lạc ở bên trong, cũng chỉ có thể chờ lão Beren đến cứu vớt, lão Beren chưa chắc chịu cứu chúng ta đám trộm này. Ở trong mê cung này, hành lang là khu an toàn, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Nếu thật sự xảy ra tình huống tôi vừa rồi nói, trong các người có ai bất hạnh thất lạc với đội ngũ, nhớ rõ nhất định phải nghĩ mọi cách quay về hành lang, như vậy còn có cơ hội sống sót. Địch Thái vừa nói, vừa mục tiêu rõ ràng đi về phía cửa số 106. Hắn chưa lập tức vặn tay nắm cửa, nói, mục đích lần này của chúng ta là phòng số 503, nơi đó là phòng chứa đồ của lão Beren. Nói xong, hắn mở ra cửa phòng số 106. Phía sau cửa là một mảng bóng tối, không thấy rõ cảnh tượng, địch thái bước vào trong bóng đêm mọi người ùn ùn đuổi theo sau khi tiến vào phòng bóng tối lập tức bị xua tan đây là một gian phòng rộng rãi không có đồ gia dụng không có đồ điện trống rỗng vị trí vốn nên là cửa sổ là một cánh cửa phòng trống rỗng đại biểu an toàn địch thái nói một tiếng dẫn bọn trương nguyên thanh xuyên qua phòng đẩy ra cánh cửa kia chỗ cửa sổ phía sau cửa vẫn là một hành lang hai bên hành lang là những căn phòng cảnh vật giống với vừa rồi như đúc nhưng hàng đầu của thẻ cửa đã biến thành hai. Địch thái mục tiêu rõ ràng tới cửa phòng 201, dẫn mọi người tiến vào phòng, vẫn như cũ là phòng an toàn trống trơn. Đi ra khỏi phòng số 201, bọn họ đã tới tầng thứ ba. Mười căn phòng, chỉ có một cái là phòng an toàn. Địch thái sờ sờ cầm, nói, nếu chọn sai, cũng chỉ có thể mạnh mẽ vượt qua, xông qua được, liền có thể tiến vào tầng thứ tư. Không xông qua được, vậy thì trở về linh cảnh. Thiên hạ quy hỏa dẫn đầu nói, trước định vị hệ số nguy hiểm của tầng thứ ba, sau đó dùng linh phó dò đường. Nói xong, hắn nhìn về phía triệu thành hoàng cùng tôn miễu miễu. Ngoạ long phụng sồ của thái nhất môn ngầm hiểu, lập tức thi triển tinh tướng thuật, xem xét tướng mạo của mọi người. Một giây sau, triệu thành hoàng khẽ biến sắc, tôn miễu miễu thất thanh nói, đều là huyết quan tai ương. Trừ ba vị tinh quan, người khác biến sắc. Tôi cũng vậy sao? sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Địch Thái hít vào một ngụm khí lạnh, hôm nay tầng thứ ba đối ứng là cấp 8. Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn nói cái gì, lại kịp thời nhịn xuống, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng. Tiểu Triệu xem hiểu ý tứ của hắn, nói, sửa đúng một phen, tinh tướng thuật có thể nhìn thấy vận thế ngắn hạn, ngắn hạn có thể là bây giờ, cũng có thể là mấy giờ sau, càng có thể là một ngày. Khuyết quan tai ương là chỉ chúng ta sẽ ở trong mê cung gặp nguy cơ sinh tử, không nhất định là tầng thứ ba nói tới đây triệu thành hoàng liếc nhìn kỵ sĩ đơn truyền cậu không nhất định có thể sống sót đây là đang đáp lại lời vừa rồi của địch thái dù sao tôi có thể sống sót cảm giác vinh dự đoàn đội của tiểu triệu càng ngày càng mạnh trương nguyên thanh vui mừng nghĩ tuy tiểu triệu tính cách cao ngạo trầm muộn không am hiểu biểu đạt tình cảm kế tiếp tôn miễu miễu tùy tiện chọn một căn phòng sử dụng linh phó tiến vào trong đó nhưng ở trong nháy mắt Linh Phó tiến vào phòng, cô liền mất đi liên hệ với Linh Phó. Quẻ thuật cùng bói toán hẳn là cũng sẽ không có tác dụng, mở bừa đi. Địch Thái Trầm Ngâm nói, phòng số 306 đi, 6 là con số may mắn của tôi. 666 sao? Ai, sớm biết không tặng cho Lý Thuần Phong vòng cổ may mắn. Trương Nguyên Thanh nhớ tới đạo cụ này, lúc trước bàn giao di vật, tặng vòng cổ cho Lý Thuần Phong. Về sau tuy sống lại, nhưng hắn không hẹn gặp Lý Thuần Phong, dù sao tiểu Lý Tử không phải thành viên trung tâm của bang phái, cho nên đạo cụ chưa đòi về. Ở dưới sự dẫn dắt của Địch Thái, đoàn người theo hắn tiến vào phòng số 306. Theo bóng tối rút lui, mọi người thấy rõ cảnh tượng trong phòng, đây là một gian phòng bị gương lấp đầy. Trần nhà được thảm gương sáu cạnh không đếm xuể, giống như hoa văn mai rùa, kết hợp lẫn nhau, nối tiếp chặt chẽ, vách tường, sàn cũng như thế toàn bộ căn phòng do vô số tấm gương sáu cạnh to bằng bàn tay cấu thành chiếu rọi ra vô số trương nguyên thanh quan nhã tôn miễu miễu tầng tầng lớp lớp chiếu rọi lẫn nhau người ta nhìn hoa cả mắt rất hiển nhiên con số may mắn của tôi chưa mang đến may mắn địch thái nhún vai mở ra ô vật phẩm chuẩn bị lấy ra trường kiếm kỵ sĩ ứng đối nguy hiểm chưa biết mấy người cách tôi quá xa từng hắn bỗng nhiên ngẩn ra tiếp đó khẽ biến sắc ô vật phẩm không mở ra được thành viên người chết trở về cũng có ý thức nguy cơ, chuẩn bị lấy ra đạo cụ dự phòng ngoài ý muốn, cũng đã phát hiện tình huống này. Ồ, kỹ năng của tôi không thi triển được. Anh gà đỏ kêu to. Đám người trương nguyên thanh lập tức thử thi triển kỹ năng, nhưng những siêu năng lực in dấu ở trong gen giống như bản năng kia đều bị phong ấn ở trong cơ thể. Ô vật phẩm không thể mở ra, kỹ năng bị phong ấn, điều này làm trong lòng mọi người sinh ra một chút khủng hoảng, đánh mất cảm giác an toàn một khi nguy cơ tiến đến trừ cơ thể cường đại bọn họ không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào sớm biết đã sớm lấy ra đạo cụ tôn miễu miễu dậm chân vô dụng quan nhã giơ tay triển lãm vòng tay gỗ trên cổ tay trắng như tuyết năng lực của đạo cụ cũng bị phong ấn tình huống bây giờ là mọi người đều ở căn phòng gương cửa tiến vào đã biến mất cửa đi ra ngoài không tìm thấy không biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì đúng lúc này Gương sáu cạnh dày đặt dăng kính phòng sáng lên hào quang chói mắt. Ánh sáng mạnh đâm vào làm mắt mọi người đau mỏi, lệ nóng cuồn cuộn, theo bản năng nhắm mắt lại. Đại khái mười mấy giây, Trương Nguyên Thanh mở mắt, nói, "Mọi người không có việc gì chứ?" Hắn đột nhiên dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thấy hai quan nhã, hai tôn miểu miểu, hai triệu thành hoàng, hai địch thái, cùng với Trương Nguyên Thanh thứ hai bên người. Sao lại có thêm lão lục Trương Nguyên Thanh kinh ngạc đánh giá kẻ giống mình như Đúc, sau đó liền nghe tên kia cười nhạo nói: "Cậu mới là lão lục. Đám người quan nhã, tôn miểu miểu cũng đang đánh giá phân thân của mình, lui về phía sau vài bước, làm ra tư thái phòng bị cùng địch ý. Hai gã địch thái đánh giá lẫn nhau, sờ cầm, đồng thanh nói: thú vị, thú vị. Thế mà giống tôi như Đúc, khuôn mặt anh Tuấn, khí chất trầm ổn, ánh mắt dịu dàng, phục chế một một, từng, hoặc nhìn nay cả hành vi thói quen cũng giống nhau." Hai gã anh gà đỏ, hàng giả, dám giả mạo thành lão tử. Ngươi mới là hàng giả, đệt, lão tử muốn đánh chết ngươi. Chính hợp ý ta, lão tử muốn lột da của ngươi. Hai anh gà đỏ nhanh chóng đánh nhau, từng quyền đến thịt, đập vang bang bang. Hai quan nhã bên cạnh nhíu mày xem cuộc chiến, nói: Tính cách cũng giống nhau như đúc, thực lực cũng giống nhau, tôi tựa như biết vì sao phải phong ấn kỹ năng, đạo cụ cùng ô vật phẩm của chúng ta rồi hai quan nhã nhìn quét mọi người nói năng lực phục chế của căn phòng này tồn tại hạn chế có một số thứ đặc thù vượt qua giới hạn năng lực của nó cho nên mới sẽ phong ấn ô vật phẩm của kẻ xâm nhập nhìn từ trước mắt tính cách lực lượng của phục chế thể giống với bản thể phục chế thể tính công kích không mạnh chưa lập tức công kích chúng ta tôi còn không nghĩ ra cơ chế nguy cơ của căn phòng này ở nơi nào trừ hai anh gà đỏ tính tình táo bạo phục chế thể khác đều diễn một bộ dáng mình mới là bản thể. Bởi vậy có thể bài trừ tình huống phục chế thể cùng bản thể 5V5. Mọi người thấy phục chế thể của mình chưa công kích, chậm rãi buông lỏng cảnh giác, bắt đầu suy tư lời của quan nhã. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai địch thái, nói, Vinny có hướng cậu lộ ra tình báo mê cung hay không? Làm cháu gái ruột của lão Beren, cô ấy hẳn là nắm giữ tin tức chi tiết của mê cung. Cơ chế trung tâm của một cửa này là cái gì? Hai kỵ sĩ đơn truyền đồng thời lắc đầu, Vinny cũng muốn mảnh vỡ thánh bàn, chỉ là ngại bởi đạo đức và ước định, cùng với lực lượng lời thề, không tiện đổi ý, đừng hy vọng cô ấy sẽ giúp chúng ta. Lúc mọi người ở đây không có kế sách nào hay, trên gương sáu cạnh được khảm ở trần, sàn cùng vách tường hiện lên đếm ngược. 15 phút đếm ngược Mà ở phía dưới đếm ngược, còn có một đoạn lời, cửa sẽ mở ở 15 phút đồng hồ sau, mời tìm được đồng bạn của mình trực tiếp đưa ra cơ chế trung tâm của cửa ải trương nguyên thanh nhìn thoáng qua bạn gái khó phân biệt thật giả nhíu mày nói rõ chỗ khó ở phân biệt đồng bạn hắn quay đầu hướng về phía hai anh gà đỏ đánh nhau bang bang quát lớn đừng đánh nữa qua đây lời của ban chủ vẫn hữu dụng hai anh gà đỏ quả nhiên dừng tay trừng mắt nhìn nhau một cái tức giận bất bình đi qua đợi anh gà đỏ tới gần trương nguyên thanh đang muốn nói chuyện Phục chế thể bên người giọng khách ác giọng chủ, dành trước nói, đếm ngược cùng nhắc nhở, mọi người đều đã thấy, muốn rời khỏi căn phòng này rất đơn giản, chờ 15 phút đồng hồ là được, nhưng ở trước khi đếm ngược kết thúc, chúng ta phải tìm được đồng bạn thật sự, nếu không. Quan Nhã nói, có thể sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Phục chế thể Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng, các người có thể phát hiện hai chúng tôi ai là chân thân, ai là hàng giả không, dù sao tôi không phát hiện được sơ hở của tên hàng giả này mọi người đánh giá một phen ở giữa hai trương nguyên thanh chưa ai có thể đưa ra đáp án bao gồm quan nhã có được thuật quan sát phục chế thể tiếp tục nói thông qua vừa rồi quan sát tôi phát hiện phục chế thể cùng bản thể tính cách giống nhau lực lượng giống nhau dung mạo giống nhau rất khó từ bề ngoài phán đoán ra chúng ta có thể thử một lần phương diện ký ức ví dụ như một ít chuyện cũ chỉ có mọi người mới biết hắn trầm giọng nói tôi đến trước tôi và quan nhã rất sớm đã quen biết chúng tôi từng ở trong một bệnh viện chấp hành nhiệm vụ thần quái nào đó tôi từng ở nơi tràn ngập nguy hiểm nào đó nghe thấy tôn miễu miễu khai ra liên tục thay đổi rất nhiều thân phận giả bắt nạt triệu thành hoàng trên mạng khóe miệng triệu thành hoàng giật một cái chuyện cũ năm xưa còn nhắc cái gì tôn miễu miễu thì có chút xấu hổ đồng thời nhẹ nhàng thở ra chỉ có nguyên thủy thật sự mới biết được việc này hai anh gà đỏ mừng rỡ vỗ tay hoan nghênh nói cậu mới là cú mang thật sự không xong, mình thành thế thân rồi. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đột nhiên trầm xuống, phục chế thể nói hai sự kiện, chuyện thứ nhất là ở bệnh viện Bình Thái gì trẻ làm việc xử lý sự kiện thần quái tiểu đậu bị dẫn phát. Chuyện thứ hai là tình hình nói thẳng ở tòa thành cơ quan mặt tông. Những thứ này đều là tình huống đương sự mới biết, phục chế thể có thể chuẩn xác không sai lầm nói ra, nói rõ lên cái gương phục chế không chỉ bề ngoài, lực lượng cùng tính cách, còn có ký ức. Nguyên nhân vẻ mặt hắn âm trầm không phải đồng đội nhận phục chế thể, mà là phục chế thể một khi ngay cả ký ức cũng phục chế, vậy sẽ rất khó nhận ra rốt cuộc ai mới là thân thật, ai mới là hàng giả. Mà thời gian căn phòng gương cho không nhiều, chỉ có 15 phút đồng hồ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hai anh gà đỏ đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tràn ngập địch ý, ngươi tên hàng giả này, mọi người cùng lên, xử lý hắn. Ngay tại lúc đám người địch thái ném về phía ánh mắt chứa địch ý, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, bí mật như vậy tôi cũng có, tôi từng tiến vào một nơi nguy hiểm, bởi vì quá mức nguy hiểm, tôi từng mời mấy đồng bạn, bức tượng nơi đó có được năng lực phục hồi như cũ, có kẻ ngốc một bước dẫm máy khâu ra 8 triệu. Cũng may lần đó thu hoạch không tệ. Bởi vì có địch thái người ngoài này, cho nên hắn cũng giống với phân thân, chưa nói thẳng, dù sao làm việc này là nguyên thủy thiên tôn, không phải cú mang, nói nhiều quá dễ lộ tẩy. Nghe được lời này, Quan Nhã và anh gà đỏ chưa có phản ứng gì, nhưng hai tôn miễu miễu, hai triệu thành hoàng cùng hai thiên hạ quy hỏa khẽ biến sắc, tâm tình lập tức trầm trọng. Bọn họ nghe ra Trương Nguyên Thanh nói là địa cung đáy hồ học viện Tần Phong, kẻ ngốc một cước dẫm ra 8 triệu kia là hạ hầu ngạo thiên. Hai nguyên thủy thiên tôn, đều có được ký ức giống nhau. Xem vẻ mặt các người, cú mang này cũng biết một ít chuyện nội bộ các người mới biết, đúng không? Địch thái tạc lưỡi nói, phục chế thể có thể phục chế ký ức, thế này liền thú vị rồi. Hắn liếc nhìn gương nhắc nhở đến ngược một lần, còn có 13 phút, các người tổng cộng 6 người, mỗi người 2 phút, thời gian rất có hạn, nghĩ xong như thế nào tìm được đồng bạn thật sự của mình chưa? Anh gà đỏ tâm phiền ý loạn nóng nảy nói, thú vị, thú vị, cả ngày chỉ biết thú vị, giống như kẻ ngốc, chính cậu không phải cũng có phục chế thể sao, cậu cho rằng cậu có thể sống sót rời khỏi. Không biết, nhưng tôi cực tầng thứ ba đối ứng là cấp 8, không phải cấp 7. Địch thái mỉm cười, ở trước khi mọi người phản ứng lại, hắn đột nhiên bùng nổ, đè chặt địch thái kia bên người, hung hăng quật xuống đất. Ngoài thân địch thái sử dụng bạo lực bộc phát ra hào quang màu đồng thau, thuần khiết uy nghiêm, cơ bắp quanh thân bành trướng, thể trạng hắn cao vút lên mười mấy cm, từ một mét tám biến thành tiệm cận hai m. Địch thái bị bóp cổ ra sức phản kháng, quyền cước cùng sử dụng phản kích, nhưng lực lượng cấp chúa tể đánh vào trên người đối phương, chưa tạo thành một chút thương tổn nào. Địch thái đột nhiên bùng nổ, một tay bóp cổ đối phương, một tay khác nắm đấm lại kéo về phía sau, mạnh mẽ đánh về phía mặt địch thái trên đất. Trong tiếng vang nặng nề, đầu của địch thái số 2 nổ tung, tổ chức não đỏ trắng cùng mảnh xương nhuốm máu văng khắp nơi, tứ chi rung rẩy một trận, tiếp đó dừng dãy dụa. Qua vài giây nữa, tổ chức thi thể bắn tung tóe ra, bao gồm bản thân thi thể chậm rãi tiêu tán, không để lại bất cứ dấu vết gì. Địch thái cười tủm tỉm nhìn mọi người, trong bí pháp truyền thừa của thánh kỵ sĩ có một loại thể thuật vắc cạn thể lực có thể khiến lực lượng đột phá cấp bậc của bản thân thuộc loại bí thuật thượng cổ truyền thừa xuống không phải kỹ năng nếu gương phục chế cấp bậc là cấp 7 hàng giả kia liền không có khả năng nắm giữ lực lượng cao hơn cực hạn tôi đã đặt cược đúng hắn biểu thị rất cốt phương pháp phá cục đó chính là giết chết phục chế thể anh gà đỏ rụt rè nói xin lỗi tôi thừa nhận vừa rồi nói chuyện quá lớn tiếng cậu thay tôi xử lý tên hàng giả này đi. Hắn chỉ vào anh gà đỏ bên người. Anh gà đỏ kia không phục, đậu má, ngươi mới là hàng giả. Địch thái nhún nhún vai, tôi làm sao xác định anh mới là bản thể. Dù sao hai người thoạt nhìn bốc đồng nóng nảy, thiếu trí tuệ giống nhau. Hắn nhìn thời gian nói, chỉ còn 12 phút. Lời của hắn, nháy mắt khiến không khí trở nên gấp gáp, trí tuệ như thiên hạ quy hỏa cũng nhăn mặt nhíu mày vấn đề khó bây giờ đối mặt không phải chiến lực mà là như thế nào để các đồng đội tin tưởng mình mới là bản thể như vậy mới có thể liên thủ xử lý phục chế thể nhưng phục chế thể có được tính cách lực lượng bề ngoài cùng ký ức giống với bản thể tự chứng minh thân phận cũng rất khó khăn đồng đội liền càng không có khả năng phân biệt ai là thật ai là giả lực lượng vượt qua cấp 7, đặc tính không thể phục chế vậy thật ra mình là có biện pháp tự chứng minh thân phận chỉ cần xé ngực ra để bọn hắn nhìn trái tim một cái là được. Phục chế thể không có khả năng có được vật phẩm cấp bán thần. Nhưng như vậy, vấn đề trái tim của mình sẽ bại lộ, phong ấn vật phẩm huyễn thần đã buông lỏng, khí tức nghề nghiệp tà ác là không giấu được. Địch thái là chúa tể nghề nghiệp kỵ sĩ, không thể giấu được hắn. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ, cảm giác rất khó giải quyết, thậm chí có chút nôn nóng. Hắn có tính đặc thù, nhưng đồng đội không có nha điều hắn phải làm không chỉ có tự chứng minh thân phận, còn cần tìm được phương pháp phá giải, trợ giúp đồng đội tự chứng minh thân phận, bảo đảm mọi người có thể sống sót, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của ban chủ. Khiến hắn lo âu nhất là, nếu nơi này là phó bản, vậy khẳng định sẽ có phương pháp phá cục, bởi vì ý nghĩa tồn tại của phó bản là khảo nghiệm linh cảnh hành giả, sẽ rất ít có tử cục không thể hóa giải. Nhưng nơi này là mê cung tan, là trong không gian đạo cụ, không gian đạo cụ cũ cũng không phải là vì khảo nghiệm mà tồn tại là vì xử lý người xâm nhập như vậy rất có thể không tồn tại biện pháp phá giải đúng rồi vừa rồi xem trạng thái của quan nhã rõ ràng dùng thuật quan sát thuật quan sát là kỹ năng bị động kỹ năng bị động có thể sử dụng trong lòng trương nguyên thanh vui vẻ kỹ năng bị động khẳng định cũng phục chế hắn không phải muốn thông qua kỹ năng bị động định vị thân phận đồng đội mà là sử dụng năng lực cảm ứng cảm xúc của huyễn thuật sư nhận ra đồng đội thật giả nghĩ đến đây hắn thu liễm suy nghĩ chuyên tâm cảm ứng cảm xúc của các đồng đội nhưng khiến hắn thất vọng là cảm xúc của các đồng đội thật giả phản ứng đều rất chân thật phục chế thể tựa như thật sự cho rằng mình chính là bản thể ở trong mờ mịt gấp gáp cùng lo âu mãnh liệt không có ai có cho dù chỉ một tia chột dạ nếu là trăm phần trăm phục chế ký ức phục chế thể quả thật sẽ cho rằng mình chính là bản thể thế này không ổn rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ trương nguyên thanh nhìn đếm ngược chỉ còn 11 phút lúc này đã không đủ lần lượt phân rõ phải tìm được một biện pháp hữu hiệu nhanh chóng phân biệt ra phục chế thể trong đội ngũ địch thái nói tôi có một cách muốn thử chút hay không nói lời thừa mau thử anh gà đỏ theo bản năng đáp lại địch thái gật gật đầu vậy là anh rồi ngài hỏa sư mời đi theo hai anh gà đỏ lon ton chạy vội qua địch thái không nói hai lời bắt lấy bàn tay một anh gà đỏ chỉ nghe tầm trầm đục bàn tay bị cứng rắn bóp nát thịt nát cùng xương vỡ bị địch thái giật xuống đệt một anh gà đỏ khắc đầu óc nóng lên như phản ứng gặp kích thích đánh một quyền về phía địch thái địch thái nắm lấy nắm tay đối phương làm tương tự bóp nát sau đó giải thích vừa rồi hàng giả kia sau khi đã chết liền biến mất nói rõ phục chế thể không phải thân thể máu thịt chúng ta xem kết quả là biết. Mắt mọi người sáng lên, lập tức nhìn về phía máu tươi cùng thịt nát trên mặt đất. Mười mấy giây sau, máu thịt vẫn tồn tại, chưa biến mất. Hy vọng tan vỡ. Địch thái sờ sờ cầm, xem ra chỉ có giết chết phục chế thể, máu thịt của hắn mới có thể biến mất, vậy tôi không có cách nào nữa. Ngài hỏa sư, nhìn một chút đi, chờ rời khỏi phòng này tôi sẽ cho anh một mũi sinh mệnh nguyên dịch. Nếu không rời khỏi, vậy cũng không cần nữa. Đậu má, sớm biết đã uống bát canh gà rồi lại đến, như vậy chết mới không tiếc núi. Anh gà đỏ ấn vết thương, hùng hổ bước đi. Kế tiếp, mọi người không cam lòng thử các loại biện pháp, trong đó bao gồm thật hay thách, sử dụng kỹ năng bị động, chế tạo vết thương so sánh năng lực tự lành các loại biện pháp. Ai cũng không thể chứng minh mình là bản thể. Mà thời gian chỉ còn lại có 7 phút. Thời gian chỉ còn 7 phút, cảm xúc lo âu trong lòng mọi người thông thả tăng cường, bắt đầu một lượt tiếp thu ý kiến quần chúng mới giả chung quy là giả gương có thể phục chế ký ức tính cách cùng lực lượng nhưng có một thứ là nó không thể phục chế triệu thành hoàng mở miệng nói đó chính là tiềm lực cùng thiên phú hai thứ này là thuộc tính ẩn mỗi người đều có được nó sẽ chỉ ở thời điểm đặc biệt xuất hiện ví dụ như trong nguy cơ sinh tử thái tử gia thái nhất môn hất hàm nhìn về phía một bản thân khác bên cạnh chúng ta đánh một trận ai sống sót người đó chính là bản thể. Một triệu thành hoàng khác càng thêm cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt càng thêm kinh thường, tôi cũng là nghĩ như vậy. Anh gà đỏ nghe vậy mừng rỡ, đã sớm nên làm như vậy, đánh một trận cái gì cũng có thể giải quyết. Hai anh gà đỏ vung một cánh tay muốn khai chiến, ở trên chiến đấu hỏa sư chưa bao giờ chịu dưới người khác, cho dù là yêu mê hoặc được xưng viễn cổ chiến thần, cũng không hiếu chiến bằng hỏa sư. Thời gian không đủ. Quan Nhã đang nghe chuyện trên TV audio CV ngăn cản hai anh gà đỏ đầu óc vận chuyển tốc độ cao, có phương pháp hiệu suất cao nhanh chóng kích phát tiềm lực, kiểm tra thiên phú hay không. Đề nghị của Triệu Thành Hoàng không được, nhưng logic trung tâm là đúng. Dưới điều kiện tiên quyết kỹ năng cùng đạo cụ đều bị phong ấn, chiến đấu quả thật là phương thức tốt nhất. Trương Nguyên Thanh lắc đầu đánh giá một câu, sau đó không nói chuyện nữa, tập trung tinh thần suy nghĩ. Công Miểu Miểu kêu lên trong thân thể tôi có oán linh, phục chế thể nhất định không có. Dứt lời, một tôn miễu miễu khác bên cạnh phun ra một đạo thái âm khí, hóa thành một oán linh. Tôn miễu miễu nói chuyện trước hết vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ có thể yên lặng phun ra một linh phó tự chứng minh trong sạch. Phòng này ngay cả chúng ta cũng có thể phục chế, cô vì sao cảm thấy nó không thể phục chế linh phó? Thiên hạ quy hỏa cảm thấy thất vọng đối với chỉ số thông minh của cô, tốc độ nói rất nhanh nói, các người từng xem Tây Du Ký chưa? Nhớ rõ kịch tình Mỹ Hầu Vương thật giả không? Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tề Thiên Đại Thánh giống nhau như đúc, ai cũng không phân biệt được, cuối cùng là Tây Thiên Phật tổ pháp lực thông thiên, vạch trần thân phận con khỉ giả. Thiên Hạ Quy Hỏa còn chưa nói xong, hai anh gà đỏ ở một bên hưng phấn dành trả lời, người một lời ta một câu, cái này tôi biết, cái này tôi biết, thật ra con khỉ thực ở lúc ấy đã chết, con khỉ thực kiệt ngạo bất tuân, Phật tổ sau khi khảo sát một đoạn thời gian, cảm thấy hắn khó thành châu báu, vì thế phái lục nhĩ mi hầu thay thế. Đế tính là thần thú duy nhất có thể phân biệt ra Mỹ hầu vương thật giả, nhưng nó hiểu rõ âm mưu của Phật tổ, không dám vạch trần, liền nói dối không dám nắc tội con khỉ giả, thật ra là không dám nắc tội Phật tổ sau lưng. Anh gà đỏ vừa nói tới đây, đã bị thiên hạ quy hỏa đạp bay, cả giận nói, không có thời gian nữa, ngoan ngoãn nghe cho lão tử thiên hạ quy hỏa rất ít tức giận, trừ phi không nhịn được. Hắn không quan tâm hai anh gà đỏ nữa, tiếp tục nói, điều tôi muốn nói rất đơn giản, Mỹ Hầu Vương thật giả là Phật tổ phân biệt ra, mà Phật tổ không có bất cứ kỹ xảo gì, dựa vào là thực lực tuyệt đối. Phục chế thể cùng bản thể tính cách, bề ngoài, lực lượng, ký ức giống nhau như đúc, căn bản không có khả năng dựa vào kỹ xảo phân biệt ra, thực lực tuyệt đối là hy vọng của chúng ta. Nói xong, Thiên hạ quy hỏa nhìn về phía địch thái, ngài kỵ sĩ, cậu vừa rồi bày ra lực lượng vượt qua cấp 7, đã chứng minh thân phận của mình, loại lực lượng đó còn có thể thi triển một lần nữa không? Địch thái gật gật đầu, nhiều nhất dùng một lần nữa. Đó là thể thuật dùng để liều mạng trong truyền thừa của kỵ sĩ, mỗi lần sử dụng đều là đang vắt thể năng, sử dụng một lần, hoặc tính tế bào giảm bớt, sử dụng hai lần, nội tạng suy kiệt, sử dụng ba lần, lập tức qua đời. Thiên hạ quy hỏa nhìn thời gian, còn có 5 phút đồng hồ, không khỏi đẩy nhanh tốc độ nói, ngài có thể thử đánh vỡ cấm chế căn phòng không, có lẽ đây là phương pháp phá cục. Hai quan nhã ở cách đó không xa nhíu mày ngắt lời, mê cung pan là đạo cụ loại quy tắc cấp 8, căn phòng là một bộ phận của đạo cụ, không có khả năng bằng vào ngoại lực đánh vỡ. Thiên hạ quy hỏa cường thế đáp lại, có lẽ cần phản logic thì sao? Có đạo lý. Địch thái sờ cầm gật đầu, nhìn quét mọi người, dùng một loại giọng điệu sen vào giữa chỉ tiết rèn sắt không thành thép cùng trào phúng nói chẳng qua dù sao các người thoạt nhìn cũng không có cách nào tôi thử một lần nếu không được cũng coi như hết lòng rồi các người nếu đoàn dịp ở nơi này tôi cũng không đền các người tiền trợ cấp hắn xoay người đi về phía bức tường đối diện cửa hào quang màu đồng thau một lần nữa từ ngoài thân hắn hiện lên cơ bắp phồng lên từng khối chiều cao đạt tới 2 mét kỵ sĩ đơn truyền xung phong Cánh tay phải kéo về phía sau, tung một quyền về phía bức tường khảm gương sáu cạnh. Bang. Nắm tay hắn giống như đánh lên thủy tinh công nghiệp, nổi lên gợn sóng rõ ràng. Nắm tay, cánh tay địch thái răng rắc liên thanh, truyền đến tiếng vang xương khớp vỡ vụn. Mà bức tường dăng kính gương không chút sức mẻ, chưa tổn hại chút nào. Hy vọng trong mắt Hai Thiên Hạ Quy Hỏa nháy mắt ảm đạm, hắn phỏng đoán thất bại, tạm thời nghĩ không ra biện pháp mới nữa thất vọng cùng lo âu mãnh liệt khiến trong lòng hắn rối như tơ vò, không thể bình tĩnh cân nhắc. Thể nhân vật Quan Nhã đột nhiên nói, thể nhân vật là không thể bị phục chế, đây là sơ hở duy nhất của phục chế thể, nhưng tôi tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nghiệm chứng thể nhân vật. Thể nhân vật trói buộc với linh hồn, bình thường không thể thấy, chỉ có ở lúc thăng cấp, trên trán mới có thể hiện lên dấu ấn thể nhân vật. Mà hoàn cảnh trước mắt, không có khả năng thăng cấp tại chỗ. Ai nói không có cách nào? Một quan nhã khác nhíu mày, phục chế thể không thể tiến vào linh cảnh. Cô nhìn bạn trai một cái, mắt trương nguyên thanh chợt sáng lên, phục chế thể không có thể nhân vật, tự nhiên không vào được linh cảnh. Ban chủ người chết trở về có thể kéo thành viên vào phó bản ban phái, có thể đi vào linh cảnh chính là bản thể, ở lại trong phòng chính là phục chế thể. Trừ hai anh gà đỏ, thành viên khác của ban phái đều nghe hiểu ý tứ của quan nhã, nháy mắt vui mừng quá đổi, đều nhìn về phía trương nguyên thanh sau đó bọn họ thấy nguyên thủy thiên tôn thân là ban chủ vẻ mặt từ vui sướng đến ngưng trọng từ ngưng trọng đến thất vọng cuối cùng bị lo âu thay thế trương nguyên thanh lắc lắc đầu linh cảnh một tháng vào một lần mà chúng ta chỉ còn lại có ba phút không có ý nghĩa hắn vừa rồi thử một lần phát hiện giao diện thuộc tính cùng ô vật phẩm đều không thể mở ra giao diện thuộc tính không mở ra được Giao diện ban phái ở công năng phụ thuộc thuộc về bản điều khiển tự nhiên cũng không cách nào mở ra. Đạo cụ loại quy tắc có lẽ không thể chặn linh cảnh phó bản mở ra, nhưng chỉ cần phong ấn giao diện của hắn là được. Tuy ban chủ chưa nói rõ, nhưng thành viên ở đây đều là người thông minh, biết hắn là ám chỉ cách này không thể được, nỗi thất vọng thật lớn tràn lên trong lòng. Ngoài ra, còn có tuyệt vọng. Bọn họ đều là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, thậm chí từng vượt qua phó bản cấp S, nhưng phó bản cấp ép cảnh giới thánh giả bọn họ còn có cơ hội sống sót, mà đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể này lại làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là một cái trong rất nhiều cửa ải, đã làm bọn họ thân là thánh giả bó tay không có cách nào. Ngay cả chúa tể nghề nghiệp kỵ sĩ, ngay cả nguyên thủy thiên tôn cũng chưa thể nghĩ ra phương pháp phá cục. Đây là uy lực của đạo cụ cấp chúa tể. Chỉ còn lại có 3 phút. Tôn miễu miễu nhíu lại hàng lông mày nhỏ, cắn môi nói, Cú mang, các vị, tin tưởng tôi, tôi mới là tôn miểu miểu thật sự, giúp tôi giết hàng giả này. Phi, ngươi mới là hàng giả, Nguyên, Cú mang, Thành Hoàng, hai người chờ cái gì thế? Mau ra tay đi, giết ả. Một tôn miểu miểu khắc sốt ruột dậm chân. Phục chế thể cùng bản thể thực lực sắp xỉ, đơn đã độc đấu rất khó phân thắng bại, cần dựa vào đồng đội. Miểu miểu, tôi đến giúp cô. Anh gà đỏ giảng nghĩa khí ghé lên mặt mày sầu khổ, người nào mới là cô thật sự. Nếu giết lầm người, tôi sẽ bị thái nhất môn đuổi giết. Hai tôn miễu miễu đồng thời chỉ vào nhau, ả là hàng giả. Quả thật chỉ có thể liều một phen. Thiên hạ quy hỏa nói, các vị, tin tưởng lời của tôi, giúp tôi giết phục chế thể, nếu tin tưởng phục chế thể, thì giết tôi, tóm lại phải làm ra lựa chọn, tốt hơn chờ chết. Cơ hội một phần hai, quả thật nên liều một thiên hạ quy hỏa khắc cười lạnh liên tục, ngươi tên hàng giả này. Giữa đội viên bắt đầu xảy ra tranh chấp, không khí trở nên dương cung bạc kiếm, thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh chỉ còn lại hai phút. Giờ này khắc này, dù bất cần đời kỵ sĩ đơn truyền cũng nhíu mày, thở dài nói, thực xui xẻo, gặp phải loại phó bản ghê tởm người ta này. Hắn tình nguyện gặp được là cửa ải loại hình chiến đấu, nếu như vậy, hắn có được chiến lực cấp chúa tể cùng cú mang có được đạo cụ chúa tể, khẳng định có thể dẫn theo đội ngũ sống sót không giống bây giờ hắn dễ dàng phá giải cửa ải lại bất lực cứu vớt đồng đội đội ngũ nếu đoàn diệt ở nơi này về sau lại gặp được cửa ải cần nhiều người phối hợp hắn liền một cây làm chẳng nên non làm lãnh tụ đoàn đội ban chủ bang phái hai trương nguyên thanh nhìn thấy hết phản ứng của các đồng đội trong lòng nôn nóng nơi này không phải phó bản phó bản sẽ có một tia sinh cơ sẽ cho ra manh mối để linh cảnh hành giả phá giải câu đố nơi này là mê cung ý nghĩa tồn tại của mê cung chính là giết người cho nên xác suất đại khái là không tồn tại phương pháp phá cục đã muốn giết ngươi vì sao còn phải cho ngươi có một đường sinh cơ cho nên cho dù là hắn cao thủ vượt ải như vậy giờ phút này cũng có chút bó tay không có cách nào mình dẫn bọn họ đến mê cung nhất định phải dẫn bọn họ trở về làm ban chủ mình phải chịu trách nhiệm đối với tính mạng của thành viên, mau nghĩ cách, mau nghĩ cách. Thẻ nhân vật là thứ có một không hai, không thể phục chế, nhưng thẻ nhân vật không thể bị quan sát kiểm tra. Trừ thẻ nhân vật, trừ phi người khác giống như mình, có vật phẩm đặc thù, vị cách cao, ví dụ như trái tim huyễn thần, nếu không rất khó tự chứng minh thân phận. Cho nên muốn chứng minh thân phận của bọn họ, vẫn là dựa vào thẻ nhân vật, nhưng giao diện ban phái bị phong ấn, mình không thể kéo bọn họ vào phó bản. Trương Nguyên Thanh vừa nhìn đếm ngược, vừa nhanh chóng suy nghĩ, trái tim điên cuồng đập thình thịch, adrenaline tăng vọt. Dưới tình huống đầu óc vận chuyển tới cực hạn, cả người bày ra trạng thái sau khi kịch liệt vận động, tráng đổ mồ hôi, hít thở dồn dập. Lúc này, một đạo linh quang bổ vào đầu óc, hắn nghĩ tới một biện pháp, một biện pháp cực độ mạo hiểm. Mà lúc này, cách đếm ngược kết thúc, còn có một phút 30 giây tôi có một biện pháp. Trương Nguyên Thanh tất cao thanh âm, hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú, ở trong ánh mắt đồng loạt sáng lên, mong chờ của các đồng đội, hắn chạy vội tới bên người địch thái, thấp giọng nói, ngài kỵ sĩ, mời ngài xoay người tránh một phen, thời gian không nhiều nữa. Địch thái đánh giá hắn vài lần, lại nhìn về phía một cú mang khác còn đang đau khổ suy nghĩ, thu hồi ánh mắt, nói, cậu là chân thân kia. Hai cú mang đã xuất hiện trên lệch, một người đã nghĩ ra biện pháp, mà một người khác chưa cái này nói rõ ký ức phục chế xảy ra vấn đề hai bên không tương đương địch thái cười ha ha nói cậu quả nhiên có chỗ đặc thù giống với tôi hắn quyết đoán xoay người trương nguyên thanh quay đầu hướng các đồng đội quát tập hợp không có bất cứ sự do dự gì cũng không nói lời thừa tuân thủ tuyệt đối tín nhiệm đối với ban chủ đám người quan nhã nhanh chóng tập hợp trương nguyên thanh dẫn đầu đi về phía quan nhã nói phối hợp anh đừng phản kháng hắn chọn một quan nhã trong đó nâng bàn tay lên chộp về phía gương mặt cô bàn tay nháy mắt hóa thành đen sì mọc ra một sợi dây nhỏ như tơ tóc mấp máy chui vào mi tâm quan nhã quan nhã đau đớn hét lên cảm giác linh hồn của mình bị cứng rắn xé rách cho dù là sự kiên nghị của thám báo cũng không thể chịu đựng được loại đau đớn này đây là biện pháp của trương nguyên thanh lợi dụng quyền hạn của trái tim huyễn thần thử bóc ra thẻ nhân vật đây là phương pháp duy nhất có thể quan trắc được thể nhân vật mà trái tim huyễn thần là vật phẩm cấp bán thần xuyên qua mộng cảnh thao túng cảm xúc các kỹ năng này tuy bị phong ấn nhưng bóc ra thể nhân vật là năng lực có thể so với quyền hạn của nhân viên quản lý linh cảnh mê cung là không thể áp chế ở trong tiếng thép chói tai đau đớn của quan nhã trương nguyên thanh cảm ứng được thể nhân vật hắn lập tức dừng bóc ra vừa đỡ lấy quan nhã hai chân như nhũng ra vừa nhìn về phía một quan nhã khác nói cô ta là giả. Ngài kỵ sĩ, cô ta là giả. Địch thái xoay phát người lại, hóa thành một tàn ảnh, hút tan quan nhã phục chế thể. Không, không có khả năng, tôi mới là quan nhã thật. Thân thể cô ở trong cú va chạm khủng bố vỡ tung, máu tươi văng khắp nơi. Toàn bộ mọi người khẩn trương lại chờ mong nhìn chầm chầm thịt nát hỗn độn đầy đất, mười mấy giây sau, máu thịt trên mặt đất tiêu tán biến mất. Anh gà đỏ dùng sức hay một tiếng, người khác tinh thần chấn động rốt cuộc thấy được hy vọng sống sót còn có một phút đồng hồ cuối cùng thời gian có hạn sau khi địch thái xoay người trương nguyên thanh đẩy ra quan nhã đi nhanh vài bước bàn tay chọc về phía tôn miễu miễu năm ngón tay mọc ra những sợi dây nhỏ như sợi tóc màu đen mấp máy chui vào mi tâm tôn miễu miễu cái gì cũng chưa cảm ứng được cô ta là giả bàn tay trương nguyên thanh dùng sức vỗ tôn miễu miễu phục chế thể còn chưa phản ứng lại đầu đã nổ tung cứ như vậy, hắn lần lượt xác nhận thân phận Triệu Thành Hoàng, anh gà đỏ cùng thiên hạ quy hỏa, ở dưới địch thái cùng các đồng đội giúp, giết chết phục chế thể. Về phần phục chế thể của Cố Mang, ở sau khi thân phận quan nhã được xác định, kỵ sĩ đơn truyền đã bóp chết hắn. Khi phục chế thể của thiên hạ quy hỏa tử vong, đếm ngược vừa lúc kết thúc. Trên tường gương đối diện đột nhiên hiện ra một cánh cửa. Có thể rời khỏi rồi. Kỵ sĩ đơn truyền sải bước tiến lên, một cước đá văng cánh cửa xuất hiện kia, rời khỏi căn phòng được khảm gương. Trương Nguyên Thanh mang theo đồng đội mất máu quá nhiều lão đảo đuổi theo, đi tới trên hành lang. Anh gà đỏ dựa lưng vào vách tường hành lang, đặt mông ngã ngồi, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Quan Nhã, Tôn Miểu Miểu, Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng, hoặc suy yếu ngồi khoanh chân, hoặc dựa lưng vách tường, giảm bớt đau đớn thể nhân vật suýt nữa bị bóc ra mang đến. Tuy Trương Nguyên Thanh kịp thời thu tay lại, nhưng đối với bọn họ mà nói, linh hồn tựa như bị dao đâm một cái, tuy kịp thời cầm máu, nhưng thương thế vẫn còn. Anh gà đỏ thở hỗn hển mấy hơi, từ ô vật phẩm móc ra một ống sinh mệnh nguyên dịch nén, tiêm vào động mạch cổ, sau đó lấy ra một hạt châu xanh biết ngậm trong miệng. Hắn nhắm mắt, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, và dây sau cổ tay máu thịt be bét sinh ra xương cốt trởn, phân liệt ra máu thịt tươi mới, mọc ra bàn tay làn da hơi trắng thành viên khác cũng ùn ùn lấy ra đạo cụ trị liệu khôi phục trạng thái cho bản thân lúc này trương nguyên thanh nhìn thấy địch thái vạt áo bay bay tới gần vị kỵ sĩ đơn truyền này cười mỉm nói tôi vừa rồi giống như cảm ứng được khí tức của nghề nghiệp tà ác đừng phủ nhận ở trong mắt kỵ sĩ chính trực dương cương soái khí bức người nhân phẩm bùng nổ khí tức tà ác lóa mắt cùng tươi sáng giống như đong đóm trong bóng đêm trương nguyên thanh mặt không đổi sắc cười ha ha nói chính trực dương cương không thấy nhân phẩm tăng vọt không thấy, làm màu bùng nổ trái lại là thật. Hắn nói như vậy, trừ phản kích kỵ sĩ gợi đòn này, chủ yếu nhất là để thiết lập nhân vật của mình làm ra phân chia với tiêu giao kiếm tiên, tiêu giao kiếm tiên là hình tượng cao ngạo lạnh lùng. Nhưng cố mang có thể ngọt có thể sửa, có thể công có thể thụ, linh hoạt hay thay đổi. Địch thái, chật, một tiếng, đánh giá cao thấp hắn, cậu tên tiểu tử này, có chút gợi đòn, đúng rồi, tiêu giao kiếm tiên gần nhất đang làm gì thật nhớ hắn trương nguyên thanh cười ha ha nói hắn cũng rất nhớ cậu hơn nữa hắn đánh giá đối với cậu rất tốt hắn đánh giá tôi như thế nào địch thái tò mò nói hắn nói cậu là cai lưu tử trong kỵ sĩ trương nguyên thanh nói giải thích cai lưu tử là một phương ngữ đông bắc dùng để chỉ loại thanh niên không có việc gì làm suốt ngày lang thang trên phố thích tụ tập thích làm màu hết giải thích cai lưu tử là có ý tứ gì địch thái là hoa kiều thơ ấu cùng thanh thiếu niên đều sinh hoạt ở liên bang tự do tuy cũng từng sống vài năm ở cố quốc nhưng đối với văn hóa khu vực cố quốc hiểu biết có hạn cai lưu tử chính là ý tứ nhanh nhẹn thông minh trương nguyên thanh nói tôi không tin địch thái có trực giác sâu sắc hồ nghi nói trừ phi cậu ở dưới sự chứng kiến của tôi thề ai nói dối người đó trở về linh cảnh trong lòng cậu vẫn là rất biết bản thân đấy Trương Nguyên Thanh không để ý tới hắn nữa. Nghỉ ngơi nửa giờ, đợi mọi người điều chỉnh xong, địch thái vỗ vỗ bàn tay, thu hút đội ngũ chú ý, nói. Mục tiêu lần này của chúng ta là tầng thứ 5 phòng 503, vị trí bây giờ là tầng thứ 4, chỉ cần thông qua một căn phòng nữa, liền có thể đến mục tiêu. Tất cả coi như thuận lợi, vận may nếu tốt chút nữa, gặp được cửa ải đối ứng cấp 6, tôi có thể bảo vệ các người không có nguy hiểm. Bây giờ thảo luận một phen lựa chọn phòng nào. Tôi cho rằng 6 là con số may mắn, chúng ta chọn 406 đi. Phản đối. Mọi người đồng thanh nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.